Rồi, hello anh em, tiếp tục lại là con iWin68. Thì hiện tại nó đang là một con app đổi thưởng đang rất chi là hot và uy tín anh em ạ. Đấy, hot ở cái là nói chung là đang được rất nhiều anh em là săn lùng, bởi vì chắc chắn là anh em cũng đã chơi và anh em cũng đã biết rồi. Đấy, thì, về cái độ uy tín của nó thì về độ mức nạp rút thì rất chi là ok anh em ạ, nhanh gọn. Đấy, đây nói chung là mình cũng nạp rút rất nhiều rồi. Đấy, nói chung là hôm nay là chuyên đề chính vẫn là vào chơi game và kiếm tiền này anh em ạ. Đấy, hôm nay mình lại tiếp tục vào chơi con tài xỉu này đây. Rồi, đây là con tài xỉu cân bảng anh em nhé. Đấy, đánh không nhanh là mất cơ hội. Thôi vào phát đầu tiên đánh tài nhiều thế, đánh xỉu đi, bên tài đang nhiều tiền anh em ạ. Rồi, để xem nào. Xỉu. Úi giời ơi, không được. Chắc tay này ra xỉu rồi. Định vào đánh tài nhưng thấy tài đông quá, mình đánh nó vẫn đuổi về. Thì thôi mình xỉu vậy anh em ạ. Thôi, bắt đầu vào là chưa biết cầu kèo này, cứ đánh nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Rồi, thì link tải con này mình có để dưới phần mô tả và bình luận. Anh em nào mà muốn trải nghiệm cũng như là kiếm tiền trên con app đổi thưởng này thì anh em có thể tải về theo cái đường link bên dưới anh em nhé. Đấy, anh em tải về đăng ký thành công thì vào nhóm Telegram sẽ được hỗ trợ và nhận gift code miễn phí để chơi cái con game này trải nghiệm. Vào hai tay gãy cả hai anh em. Đây, nói chung là nó mới ra này thôi, chưa biết cầu kèo nào anh em nhé. Đang đi rất đều. Rồi, rất đều thì bánh tài quá thời gian mới đầu. Mẹ bố sư. Không được rồi anh em ạ. Đang đi lên đi xuống. Đang đi xuống đi lên. Ôi giời ơi. Đi lên đi xuống đi xuống đi lên. Đánh thử phát xỉu này 5 lít xem sao anh em nhá. Ô mẹ, sao lại không mạng đờ chán thế, đánh mẹ luôn, sao xem cầu sau vậy, bực cá mình. Rồi, xí ngầu 3, xí ngầu 2, xí ngầu 1. Ok, phát này lại là xỉu rồi. Mẹ. Ê, mày đầu. Tiếng trước đánh đã nghe được ăn. Sao đi, đang đi cầu đẹp này rồi. Mẹ. Bố đánh tài còn này hai củ luôn. Ra phát ông mình nghỉ luôn. Tài đấy. Có đi bô này. Trả về của mình mất 2 lít. 180k. Đấy. Rồi những bài đánh trước rồi xem cầu sau. Rồi. Rồi, tài tiếp tục. 1M vẫn tiếp tục là tài. Ok luôn. Đấy, húp luôn anh em ơi. Kiếm tiền chưa bao giờ lại dễ như thế, đúng không? Đây, anh em để ý quân chín ngầu nhá. Đây, quân chín ngầu đây, chín ngầu 3 này, chín ngầu 2, chín ngầu 1. Vẫn là tài anh em ơi. Vẫn làm một củ tài thứ này nữa. Ôi mình bị đuổi về rồi. Biết nghe mà. Đau chưa gì mẹ. Cái con tài xỉu cân bảng này nó có một cái nhược điểm, đó là thời gian thì nó cũng rất nhiều, nhưng khi mình vào muộn một cái anh em ạ, nó bị kiểu ý nó không cân cửa, cái là nó mình vào sau nó đuổi về luôn. Rồi, con này bánh nhẹ nhàng tài 500k thôi. Vẫn bị đuổi về thế mới đau. Xíu mẹ đi. Đôi đẹp lắm.
cho cái bọn tài này chết luôn đi, tội mình đánh mình đuổi về. Nó kiểu như đánh đắp đĩa anh em ạ, mà bán cái bán rồi mà thọc thừa ấy, thế là không ai ăn, thế là nó đuổi về luôn. Đây anh em để ý nhá, cái xí ngầu đây gọi là xí ngầu 3 đi, đang ăn ngang ăn xuống này, xí ngầu 2 này đang lên lại xuống, xí ngầu này cũng thế này, vẫn là xỉu anh em nhá, tiếng này vẫn là xỉu này. Ôi không đúng rồi, lên tai tiếc quá, tiếng rồi để xem nào, xem lại tiếng này xem nào. Nói chung là mình bắt theo kiểu xí ngầu này cũng rất hay đấy anh em ạ, xác suất rồi tài đi, làm 5 lít tài rồi, tài rồi, tài rồi, tài. Chạy đâu được tiếng này rồi, mình không bị đuổi về tiếng này mà. Nó lại ra xỉu đúng rồi, ối rồi ôi má ơi, biết ngay mà mẹ nó tức mình. Con này, thôi đánh 200 thôi, để lại một củ. Ô, mạng đơn vào được tài rồi. Đấy, đúng cái tay tài này không vào được mạng béo trắng. Thế nhỉ? Thôi, Thành đánh ra 500k tiếng này rồi. Lên tài đi cho nào. Ôi trời ơi, vào muộn vẫn bị trả về anh em ạ. Thôi, làm củ 2 nghỉ anh em ạ. Mạng nó cũng đang hơi trục trặc một tí. Đấy, rồi, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nhé.